Mở đầu trong chương trình là bản tin đến từ Hoa Thịnh 4 cho biết là Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ rút Đại hội Đảng Cộng Hòa ra khỏi tiểu bang North Carolina. Tổng thống Donald Trump trong ngày thứ ba tuyên bố sẽ tìm một tiểu bang khác để tổ chức Đại hội Đảng Cộng Hòa vì thống đốc của tiểu bang North Carolina đã từ chối bảo đảm những hạn chế về virus corona không ảnh hưởng đến sự kiện. Tổng thống Donald Trump đã đăng một loạt ý kiến trên Twitter rằng Tổng thống Cooper vẫn ở trong một trạng thái hạn chế đi lại và không cho phép chúng tôi vào kín vũ đài như dự tính và hứa hẹn ban đầu. Chúng tôi bây giờ buộc phải đi tìm một tiểu bang khác để tổ chức Đại hội Đảng Cộng Hòa năm 2020. Tổng thống đã lên Twitter để bày tỏ sự phẫn nộ sau khi Thống đốc Dân chủ đã gửi thư cho Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Cộng hòa Ronald McDaniel và Tổng giám đốc của Đại hội là bà Marika Lee Kelly và thông báo là ông vẫn muốn tiếp tục trao đổi với các nhà tổ chức trừ khi họ đưa ra một kế hoạch khác hơn nhiều. Những cơ hội để cho thành phố Charlotte có thể tổ chức được sự kiện vào tháng 8 rất khó xảy ra trước những quan ngại y tế công cộng. Theo hai nguồn tin biết rõ về sự việc đã chia sẻ với CNN rằng, bất chấp ý kiến của Tổng thống như vậy nhưng trên thực tế vẫn chưa có một quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, có những trao đổi căng thẳng trong vòng 48 giờ đồng hồ giữa RNC và văn phòng thống đốc trước thời hạn do ông Trump tự đặt ra. Tức là vào ngày thứ Tư 3 Tây tháng 6, Thống đốc Cooper đã hồi đáp mẫu tweet của Tổng thống Trump và cho rằng, thật không may khi không đạt được một thỏa thuận nào. Tổng thống Trump trong tuần trước đã đe dọa sẽ rời Đại hội Đảng Cộng Hòa từ thành phố Charlotte sang một nơi khác nếu như không được đón đầy đủ người tham dự đầy kín vũ đài do những hạn chế liên quan đến virus. Tổng thống bảo rằng Thống đốc Cooper phải bảo đảm rằng tháng 8 thì chúng tôi sẽ được phép đầy đủ những người tham dự vào vũ đài. Các viên chức từ Ủy ban Quốc gia Cộng hòa hiện nay đang cân nhắc là có thể rời địa điểm tổ chức Đại hội Đảng sang một trong những nơi như là thành phố Nashville, Las Vegas, Orlando, Jacksonville và ở đâu đó tại tiểu bang Georgia nếu như không đạt được một thỏa thuận với nhà chức trách ở tiểu bang North Carolina.